Hè đến rồi các bác ạ. Đấy, phải dán phim liên tục cho các bác đây. Đây là một chiếc Vios mà đang thi công gần xong rồi, còn dán mỗi cái hậu này nữa là xong này. Đấy các bác thấy không? Cái kính cũ của nó này. Kính cũ của nó đây. Đấy, phim nó kiểu dạng màu này nha các bác nhá. Đấy. Đây, chỉ số cách nhiệt của nó đây. Đấy, cách nhiệt chỉ được bằng này phần trăm thôi, 25-17% này. Đấy, nên là quá nóng đúng không? Rồi với tầm này thì cách nhiệt gọi là gì đâu cách nhiệt đúng không? Còn đây là cái phim bên em dán cho khách đây. Đấy, đây. Chỉ số cách nhiệt nó 93% này. Đó. Còn đây là khi mà dán lên xe rồi nhá. Đây này. Đây dán lên xe rồi. À cái này đang cắt điện. Đây. Khi mà mình dán lên xe rồi này. Đấy. Chỉ số cách nhiệt của nó là 97% nhé. Đó, khi dán lên trên xe rồi. Đó. Thì gần như là 3% là 100% rồi. Đó, nên là các bác khi mà các bác lái xe nó sẽ giảm được cái độ nóng của mình đi rất là nhiều. Đó. Còn bên này thì đang là một chiếc Fortuner cũng vừa bóc phim cũ rồi. Đây, anh em cũng đang chuẩn bị tẩy keo để dán mới. Đó. Thì với như cái dòng phim cũ này, các bác thấy keo nó rất là nhiều đúng không? Đấy, đây. Đây là cái phim cũ của chiếc Fortuner này. Đấy. Test cho các bác xem cái cách nhiệt của cái phim cũ này nó ở bao nhiêu nhá. Đấy. Cái này thì nó cũng khá hơn một chút, nó rơi vào tầm 47% các bác ạ. Đấy. Nhưng mà cái UV này, các bác thấy không? UV nó chỉ ngăn cản được có 55% thôi. Nên là các bác đi dưới trời nắng thì ánh nắng chiếu vào các bác thấy cái da tay mình rất là nắng, rát tay đúng không ạ? Đấy. Còn đây là cái phim của bên em nhé. Đây. Test cho các bác trực tiếp trên cái cuộn phim này luôn. Đấy. Đây. Đấy. 99% này, đúng không? 94%. Đấy. Cái UV này. Đấy, rát tay này, cái này là cái IR này là cái chỉ số chưa cản trong nóng cho các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang quan tâm hoặc là xe chưa có phim cách nhiệt thì các bác có thể qua Gala các bác nhé.